Xuân Long à, khi mà nói đến Bách Hóa thì người ta thường nghĩ ngay đến những cái cửa hàng mà bán những mặt hàng tổng hợp. Không biết là Xuân Long đã bao giờ nghe đến Bách Hóa Điện Tử chưa? Bách Hóa Điện Tử nghe một cái tên rất là lạ đúng không Thanh Huy? Nghe qua thì Xuân Long có thể hình dung đây là một loại hình kinh doanh thông minh hay hiện đại gì đó. Đúng là như vậy, và Thanh Huy cũng đã từng được trải nghiệm loại hình này. Sau đây thì Thanh Huy sẽ giới thiệu đến Xuân Long cũng như quý vị và các bạn. Khi cuộc sống ngày càng đi lên, thì việc ra mắt nhiều loại tiện ích phục vụ cho chính bạn là điều dễ hiểu. Bách Hóa Điện Tử giúp bạn có thể mua những mặt hàng tiện dụng, ví dụ như cạc điện thoại, kem đánh răng, nước ngọt, vân vân. Và tiện ích của nó, đó là bạn có thể mua mọi lúc mà không lo ngại về giá cả. Xin chào Việt, Thanh Huy vừa ghé qua cái cửa hàng Bách Hóa Điện Tử của Việt ở Bảo Lộc thì cũng khá là tò mò, không biết Bách Hóa Điện Tử là như thế nào và nó hoạt động ra sao ạ? Bách Hóa Điện Tử là Bách Hóa hoạt động dựa trên đó là bán hàng theo kiểu điện tử, có nghĩa là người mua không không có giao diện trực tiếp với lại người bán mà giao diện trực tiếp với lại máy móc. Đó. Mình chỉ cần những cái thao tác ở trên máy móc thôi là mình đã mua được hàng, rất là tiện lợi và tiện ích, không phải mất công và mất thời gian nhiều mà mình có thể lựa chọn được theo ý mình mà vẫn mua được hàng. Và không biết là cái tiện ích của Bách Hóa Điện Tử đem lại cho người tiêu dùng như thế nào ạ? Tiện ích của Bách Hóa Điện Tử đem lại cho người tiêu dùng đó là thứ nhất được cái giá được niêm yết sẵn. Cái thứ nhì là Bách Hóa Điện Tử được mở 24/24. Và những cái giờ mà giờ cao điểm hay là những cái giờ về đêm, những người mua rất là tiện lợi khi mua ở đây. Cái thứ hai là nó có giá niêm yết sẵn rồi, nhiều mặt hàng để mình lựa chọn và mình thích mua mặt hàng nào thì cũng có. Thứ nhất là mình không phải bị phải hỏi giá trước khi mua, rồi bị chặt chém và bị trả giá nữa, rất là tiện. Và cái này là đặt những khu du lịch như Đà Lạt là một cái nơi rất là thích hợp để đặt nó, tại vì thứ nhất là vô những cái mùa du lịch mình cứ nghe những câu là bị chặt bị chém thì cái này hoàn toàn không bị gì hết mà là nó có giá niêm yết sẵn trên đó, mình cứ vậy mình lựa rồi mình bỏ tiền vô mình mua đấy thôi. Mình cũng chưa rành về cái Bách Hóa Điện Tử này lắm, không biết là vì có thể giúp cho Thanh Đi sử dụng cái máy bán hàng này được không? Rồi sẵn sàng thôi. Bây giờ Thanh Huy muốn mua món hàng gì Thanh Huy chọn rồi mình hướng dẫn cho. Mình sẽ lấy một cái khẩu trang y tế. Rồi, đây là một khẩu trang y tế màu xanh. Ở bên dưới mình sẽ thấy có một cái mã số là 47. Sau đó mình sẽ là nhìn cái mã số 47 này. Mình sẽ qua bên đây mình sẽ làm thao tác. Bây giờ Uy muốn mua cái khẩu trang của Uy có mã số bên dưới là 47. Bây giờ Uy nhấn số 47 xong, Uy bấm nút mua. Xong bắt đầu trên này nó sẽ hiện giá tiền. Sau đó Uy sẽ rút tiền của mình vô trong cái ngăn này. Đó, xong hóa đơn sẽ ra. Khi giao dịch sẽ thành công rồi thì hàng sẽ ra ở dưới này. Hy vọng trong tương lai không xa, mô hình Bách Hóa Điện Tử sẽ được nhân rộng, đáp ứng nhu cầu phục vụ người tiêu dùng. Cuối cơn ho, thường chảy nhiều đờm và sau đó là nôn. Bình thường diễn biến nặng, dễ tử vong do bị bội nhiễm, gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ suy dinh dưỡng.